hai các bạn một buổi sáng cuối tuần. Nhưng mà đêm qua thì có lẽ ở khu này Vinhome thì bạn cũng biết rồi, có một cái trận hú hí rất là lớn giữa nhà này với nhà khác, thì nó làm cho tinh thần của Tân ngày hôm nay phấn chấn bạn. Rồi mình cảm thấy hình như là người ta không còn giao tiếp với nhau bằng giọng nói nữa, mà giao tiếp bằng âm thanh và mật mã. Nhà này nhà kia liên tục chớp đèn và hú, không hiểu rằng là người ta làm vậy để làm cái gì. Ngày hôm qua thì Tân nói chung là cũng hơi mệt, thì mình mới ngồi ở trong nhà thì mình vô tình coi một cái phim, phim về thế giới sao đen mà của Mỹ thập niên 80. Thì khi mình đang coi vậy đó thì mình nghe tiếng động, thực sự cái tiếng này mình cũng nghe quen rồi, mỗi khi mà có mùa đá banh hay là World Cup hay là Việt Nam thắng, cái tiếng nó sẽ rừng rừng ở trong cái khu mình, hú la rồi đủ thứ. Nhưng mà bản thân mình là một người cũng theo dõi đá banh, thì Tân cũng biết rằng là đội tuyển Việt Nam mình đã đi về Hà Nội và không có trận đấu nào ngày hôm qua, thì tự nhiên người ta hú, và cái tiếng hú nó không như bình thường, nó không giống đá banh mà nó hú lan rộng cả một cái khu này. Thì Tân tự biểu tình và Tân đã nhanh chóng lấy một cái khăn màu trắng để Tân chạy ra, Tân quơ lên vì Tân muốn biểu hiện mình đang đầu hàng. Thật là tệ khi mà mình suy nghĩ mà sẽ đầu hàng, tại vì mình không muốn tham gia trong biểu tình. Mà khi ra thì mình thấy, ủa sao nhà nào người ta cũng nhá đèn hết, người ta không chơi khăn trắng đầu hàng giống như mình, mà thấy nhục quá, quăng cái khăn tắm vô điện. Thì nhà Tân thiếu gì đèn, Tân rất là nhiều đèn, Tân có đèn quay phim mà. Tân lấy cái đèn mà Tân ngắn cái filter màu xanh lá, ai màu xanh dương, Tân nhá làm như mấy người ở đây họ thấy sao bạn. Bình thường mình thấy họ không có đèn, nhưng mà khi mà mình vừa nhá thì nhà nào cũng có đèn có màu hết. Có đèn còn chơi hai cái ống tiếp, giống như cuộc chiến ngoài không gian vậy đó, múa hú. Mà thiệt tình Tân cũng chưa hiểu tại sao mà họ hú. Tân lên trên cái group của khu Tân ở thì họ nói rằng là để mà cảm ơn những chiến sĩ áo trắng. Thì Tân cũng chưa hiểu là ngày hôm qua là ngày tại sao cảm ơn những chiếc xì áo trắng. Thì Tân nghĩ rằng là do số ca bệnh đang giảm một cách đáng kể. Thì thôi, đây là một tin mừng. Nên giờ Tân vẫn hoang mang là chưa biết tại sao hôm qua xảy ra chuyện gì mà người ta hú, và tại sao lại cảm ơn những chiếc xì áo trắng. Tất nhiên Tân biết họ là những người đang ở tuyến đầu và họ đang rất là cực, họ dành lại mạng sống và họ giúp cho Sài Gòn khỏe mạnh. Thì lúc nào trong thâm tâm mình cũng biết ơn họ hết. Nhưng hôm qua là một biểu hiện, Tân không hiểu tại sao riêng chung cư mình là biểu hiện rằng nó nồng cháy đến như vậy, mình chưa hiểu. Thì mình mong là những ai hôm qua có tham gia cuộc chiếu đèn rồi hú đó, thì có thể comment để cho Tân biết được rằng là hôm qua có chuyện gì đặc biệt. Ok, thì sáng nay Tân dậy lúc 5 giờ sáng và Tân đã xách cái máy ra quay 27 phút nói chuyện. Và rồi Tân xóa 27 phút đó và 27 phút nói chuyện đó vô cùng tiêu cực. Cho nên là Tân không muốn up nó lên cho fan của mình nghe. Đôi khi cuộc sống mà có những cái stress thì mình không biết xả với ai, thì sáng Tân xả với cái máy. Thực sự ra Tân làm cái hành động này nhiều lần và Tân biết rằng là nó có hiệu quả. Thì Tân mong rằng những bạn nào đang ở nhà chống dịch hoặc có cái gì đó stress, hãy nói chuyện với cái máy của mình. Tân biết là nó vô lý đó, nhưng mà nó giúp cho các bạn xả rất là nhiều. Hãy nói hết tất cả những tâm tư, nguyện vọng, nỗi tức của mình, những cái stress của mình vào trong cái máy, rồi delete nó. Coi như là mình xóa đi những cái khoảng ký ức không vui, để mà mình tiếp bước cái con đường cuộc sống của mình. Và rồi câu hỏi mà các bạn hỏi nhiều nhất, không liên quan đến tâm linh mà lại liên quan đến ngày 15 tháng 9 này, mọi thứ có bình ổn hay không?
Tân cũng như bạn thôi, không ở nhà thì Tân không phải là người có quyền quyết định hay là mình biết quá nhiều về cái nội tình bên trong. Nhưng mà mình luôn hy vọng, cuộc sống có hy vọng. Hy vọng vừa phải, đừng hy vọng nhiều quá, cực đoan quá, để rồi khi mà nó không như ý mình muốn thì mình thất vọng. Bây giờ bạn biết không, một cái hú của người nhà đối diện thôi cũng làm cho mình giảm stress. Đôi khi mình bỏ công việc một ngày, mình không có suy nghĩ đến máy móc, suy nghĩ đến mọi thứ cũng làm cho mình giảm stress. Tức có nghĩa hàng ngày mình đang rất stress, mặc dù mình đang được nghỉ ngơi, mình đang được thoải mái hay là đó, nhưng mà mình biết được là tương lai đang rất khó khăn. Cho nên cái cách tốt nhất là hy vọng vừa phải, và mình nên hiểu cập nhật tình hình một cách tốt hơn. Sau ngày 15 tháng 9 nhiều điều sẽ xảy ra, có thể vẫn là chỉ thị 16, cũng có thể là 15 cộng giống như ngoài Hà Nội, có thể là 15, có thể là 10 nếu như mà nó tốt hơn. Nhưng mà hãy nên chuẩn bị tinh thần cho những cái chuyện mà sắp tới có thể xảy ra. Hãy dự trữ đồ ăn khi mà có điều kiện, và dự trữ một cách văn minh, chứ không phải là mình đi vơ vét tùm lum tùm la về, nó dư thì mình cũng bỏ, mà nó thiếu thì mình đói, thấy không? Hãy văn minh xếp hàng chờ đợi này kia để lấy được cái phần ăn của mình. Thì đây là những gì mà Tân trả lời cho ngày 15 tháng 9. Tại vì Tân không phải là người trong ban quản lý gì đó ghê gớm, Tân là người cái chuyện ma thôi. Bây giờ nữa là cái story Phụng Nhãn và Duyên Thầy Pháp. Nhiều bạn nói nó giống nhau, về chuyện thầy Pháp nó giống nhau. Cho nên là hãy kể một cái story trước, và kể cho đã đi, rồi bỏ một cái story. Có nghĩa là đừng có kể, dù kể Duyên Thầy Pháp, đừng kể Phụng Nhãn, mà kể Phụng Nhãn đừng kể Duyên Thầy Pháp. Hãy để cho nó lâu thiệt lâu, kể một story khác, về Thuận Kiều chẳng hạn, hay là kể về một cái story chuyện ma nào đó, rồi sau đó là mình kể tiếp câu chuyện của Duyên Thầy Pháp. Thì thực sự ra bạn biết không, hai cái nó giống nhau, đều là người thầy Pháp, nhưng một cái á, là truy sâu về cái chuyện tìm bảo bối và trì trừ ma diệt quỷ theo một cái phong thái khác. Và cái tâm lý của người kể chuyện á, là một người bố đang đi tìm đứa con mất tích, và đó là người Việt Nam đang sống ở nơi xứ người. Nó khác hoàn toàn, tại vì nó mang một cái hơi hám mở, một cái ý tưởng nó không phải là nó bị cô lập. Còn bác là một người thầy Pháp đang kể về cái quá khứ hoành tráng của mình, một thời kỷ niệm đã đi qua, và bây giờ bác đang sống những ngày tháng vui tươi, mạnh khỏe, an hưởng tuổi già. Cái trách nhiệm của bác với lại những điều đó dường như đã chấm dứt. Và bây giờ trách nhiệm của bác là phải vui vẻ với cuộc sống, sức khỏe của mình. Thì những cái tinh túy của cái thời trẻ đi qua của bác và thời sư phụ của bác, nó để lại nhiều thứ chúng ta phải suy nghĩ, vì những cái đó chúng ta chưa nhìn thấy và không nhìn thấy. Kênh chuyện ma của Tân không phải là một kênh kể chuyện để cho có sự tương tác, mà nó kể để Tân tự nhắc bản thân mình. Tân cũng sẽ giống như Duyên Thầy Pháp, Tân sẽ giống như bác, Tân cũng sẽ giống như những người lớn tuổi. Sẽ có lúc Tân không đi đâu được nữa, Tân sẽ ngồi yên một chỗ, mọi thứ đều phải kiêng hem, và mình nhớ về những ngày tháng mình còn là thời trai trẻ, những kỷ niệm đã đi qua, và rõ ràng mình đã bước qua nửa đời người. Đôi lúc mình không muốn, mình nói rằng là mình già, nhưng thực ra mình đang già. Với Tân á, tiền, danh lợi, địa vị rất quan trọng. Tôi không bao giờ nói với những người các bạn là nó không quan trọng. Nó quan trọng, chứ nó quan trọng chúng ta trong một giai đoạn thời trẻ, trung niên, chứ đến một giai đoạn nào đó, hoài niệm và kỷ niệm sẽ quan trọng với người đó. Dù người đó có làm lớn cách mấy, cũng sẽ nhớ về thời trai trẻ, về những kỷ niệm của mình. Nhưng mà có những người không thể nói ra được, thì mình thay họ, mình kể những câu chuyện họ gặp thời trẻ. Có những thứ mà đồng tiền không mua được, đó là thời gian. Và cái khoảnh khắc này là khoảnh khắc các bạn có thể nhìn thấy rõ nhất.
Nếu như chúng ta có bỏ ra một số tiền thiệt là lớn để chúng ta lui về 5 tháng trước đây, chúng ta sẽ phòng chống dịch rất tốt. Vì chúng ta đã biết nó như thế nào rồi. Chúng ta sẽ cố gắng phòng dịch, chúng ta sẽ dự trữ một cách khoa học, chúng ta sẽ đi xét nghiệm, nhà nước sẽ biết mua vaccine như thế nào tốt hơn, tại vì mình được báo trước rồi. Đó là trong mơ, vì không bao giờ thời gian quay trở lại. Tại vì nếu như quay trở lại được á, mình sẽ sửa được rất nhiều lỗi lầm trong cuộc sống. Ai không muốn thời gian quay lại, nhưng không thể, nó cứ tiếp diễn và nó đi tiếp. Cho nên qua cái clip tâm sự ngày hôm nay, Tân mong các bạn của mình, những người nào đã hiểu rồi thì thôi, những bạn nào mà còn tuổi trẻ đang mơ mộng, đang có những cái suy nghĩ nó còn bay bổng, cứ bay bổng, cứ phiêu lưu những suy nghĩ của mình. Mình còn trẻ mà, nhưng đôi khi mình nghe những người lớn tuổi, những người đã đi qua cái khoảnh khắc đó, thì chúng ta nên trầm lắng lại chút xíu để coi cái đoạn đường, những bước tiếp tới chúng ta nó có chính xác hay không, để tương lai của chúng ta bớt vất vả hơn những người đi trước. Thời ông bà cha mẹ mình vất vả, nhiều khi đến 80-90 tuổi vẫn còn vất vả. Đến thời của Tân thì cái sự vất vả nó bớt đi, do chúng ta học được kinh nghiệm những người đi trước, xã hội phát triển. Nhưng nó vẫn vất vả, nó rất là vất vả. Và không phải ai cũng được giống như chúng ta ngồi một cái nơi như vậy tâm sự nói chuyện. Có những người đến cỡ tuổi Tân, lớn hơn tuổi Tân, vẫn còn bôn ba ngoài kia kiếm sống. Và để tránh những điều đó thì thế hệ đi trước phải nói cho thế hệ đi sau những điều không đúng để người ta tránh. Nó phải thực tế, nó không thể nào bay bổng, nó không thể nào mà khiến các bạn mơ mộng một tương lai thật là đẹp khi chúng ta không xây dựng nền móng từ bây giờ. Đó là lý do Tân kể luôn cả hai series Phụng Nhãn và Duyên Thị Pháp. Bác sẽ rất muốn quay lại quá khứ để sửa chữa những lỗi lầm của mình. Cái anh kể câu chuyện Phụng Nhãn rất muốn quay lại là quá khứ, để không phải bước qua xứ người, để không phải làm thầy Pháp, để không phải đi khắp nơi để tìm bảo bối, để cứu con mình. Và Tân nghĩ rằng đó là điều chắc chắn họ đều muốn là như vậy. Tại vì cái cuộc sống nó quá phức tạp, quá khổ đối với họ. Đâu ai muốn đi phiêu lưu mạo hiểm mà suốt ngày chạy theo một cái định hướng mà nó không có trong sự thật. Ảnh hy vọng thôi, chúng ta ở ngoài những người nghe chuyện chúng ta biết liệu ảnh có cứu được con mình hay không. Chúng ta rất là muốn ảnh làm được điều đó, nhưng đến bây giờ ảnh vẫn đi tìm nó trong vô vọng. Và bây giờ thế giới thêm một cái dịch bệnh nữa, đó là Covid. Mọi thứ đường bay, mọi thứ luân chuyển, buôn bán đều sẽ bị ách tắc, ngưng lại. Chúng ta đã ngồi trong nhà quá lâu và không làm gì để kiếm ra tiền. Chúng ta cũng không được xài tiền theo ý chúng ta muốn. Chúng ta cứ trông chờ vào ngày mai chúng ta được tự do. Thì những người ở xa xứ, ở xứ người, các bạn nghĩ là họ như thế nào? Thì mình nên kể để cho những người đó họ cảm thấy thoải mái, họ cảm thấy cộng đồng đang hướng về họ. Kể chuyện ma phải có tâm chứ, ta phải kể cho vui, đúng không? Và cũng rất là mừng khi cái số ít những người nói câu đó, tính ra chỉ có một người trong vạn người, còn tất cả đều muốn hưởng thức những câu chuyện ma mỗi buổi chiều một cách vui vẻ và bình yên nhất. Tân cảm ơn các bạn ủng hộ Tân, và hẹn gặp lại các bạn với những câu chuyện của chiều nay và trong tương lai. Bye bye.